và các bạn, trong bức tranh văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc Việt Nam thì văn hóa dân tộc Tây là những mảng màu trầm ấn tượng, điểm tô thêm vẻ đằm thắm cho bức tranh khổng lồ ấy. Văn hóa Tây, dù là vật thể hay phi vật thể, đều đã được hun đúc từ nhiều đời nay và trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Hơi thở đương đại, dù không muốn, nhưng những tác động khách quan cũng có thể khiến cho một nền văn hóa vốn lâu đời phải đối mặt với muôn vàn thách thức. Nhưng nhân sinh quan của mỗi người con vốn được sinh ra từ những giá trị tinh túy ấy đã phần nào gia cố và tô đậm thêm màu sắc văn hóa của dân tộc mình trước mọi tác động. Trong tạp chí Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với mảnh đất Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang để cùng tìm hiểu việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tây nơi đây. Theo tìm hiểu, chúng tôi tới nhà chị Hoàng Thị Cấp, một người con sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Một vùng quê giàu truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa, nổi tiếng với những làn điệu dân ca của dân tộc Tây. Sau khi rời cương vị Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, chị vẫn miệt mài nghiên cứu, sưu tầm những làn điệu ca cổ và viết sách về văn hóa của các dân tộc. Là một người con của dân tộc Tây, chị luôn đau đáu một nỗi niềm là làm thế nào để gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình trước những thay đổi của cuộc sống. Nếu cứ để mai một dần, thế hệ mai sau sẽ mất đi một di sản văn hóa vô cùng quý giá. Với những trăn trở ấy, chị đã trở về quê thả hồn với mây trời, gió núi, ăn cơm hếp ở nhà sàn. Ngày ngày lên 9 bậc cầu thang, đến từng bản làng xa xôi tìm gặp các già làng, trưởng bản, gần gũi các nghệ nhân cao tuổi trong làng để tìm hiểu, sưu tầm, học hỏi các làn điệu dân ca, những nét văn hóa dân tộc mình. Hơn ai hết, chị hiểu được ngôn ngữ của dân tộc mình, cảm thụ được cái hay, cái đẹp, cái tinh tế về văn hóa và những lối hát ví von mang đậm bản sắc dân ca của dân tộc. Xuân Giang, một sớm mai đón người con gái trở về với đầy ắp những ưu tư và háo hức trở lại với những sinh hoạt quen thuộc thuở nào. Cô gái ấy đã được nuôi lớn bằng những câu hát dân ca ngọt ngào, bằng tinh túy của núi rừng và cảm xúc đầu đời đến từ chín bậc cầu thang. Dù lấy chồng xa, nhưng chị vẫn không quên phong tục của dân tộc, đó là rửa chân trước khi lên nhà. Theo quan niệm của người Tây, rửa chân là việc làm đầu tiên khi họ đi đâu về. Khi đi làm ruộng, làm nương, thường đi chân đất. Nếu như không rửa chân mà đi thẳng lên nhà, làm bẩn cầu thang, bẩn nhà mình. Nhưng ý nghĩa sâu xa đằng sau đó là dù họ có đi khắp nơi, thì khi về nhà sẽ được gột rửa hết thông qua cái máng nước. Trở về với gia đình là về với sự hạnh phúc, ấm cúng, trút bỏ hết những gì vương vấn bên ngoài mái nhà của mình. Nhà sàn của người Tây là một không gian văn hóa rất đặc biệt và trong đó cầu thang giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đời sống tâm linh của họ, 7 hay 9 bậc cầu thang là sự thể hiện số lượng con vía. Vía chính là sợi dây nối sự sống và cái chết của con người. Bởi vậy, bậc cầu thang chính là cầu nối giữa hai thế giới bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của một ngôi nhà sàn truyền thống với 3 thế hệ cùng sinh sống. Nhà sàn của người Tây là loại nhà tổng hợp, thường được chia làm 3, 5 đến 7 gian. Gian giữa thường để bàn thờ tổ tiên, đôi khi bếp được làm liền với nhà chính, xung quanh nhà được lắp nhiều cửa sổ. Trước kia các cửa sổ thường làm bằng phiên liếp, còn ngày nay khi điều kiện vật chất đã khá hơn thì các cửa sổ được thay bằng khung gỗ. Có thể nói ngôi nhà sàn của người Tây rất thoáng mát và chan hòa với thiên nhiên. Cuộc sống của người Tây thường gắn bó với thiên nhiên, do đó nguồn lương thực thực phẩm chính của họ là những sản phẩm thu được từ hoạt động sản xuất ở vùng có rừng, sông, suối và đồi núi bao quanh. Văn hóa ẩm thực như cái nôi nuôi lớn, dù có đi xa thì hương vị của quê hương vẫn luôn ẩn sâu trong tâm tưởng mỗi con người.
Chợ Xuân Giang còn gọi là chợ Mường Trang, mỗi một tuần mở một phiên vào ngày Chủ nhật. Nông sản được đem ra bán ở đây là những cái thứ mà người dân tự làm ra, gọi là tự cung tự cấp. Nay có chợ thì người ta mang bán ở chợ để trao đổi với nhau. Thế ngoài ra thì người ta còn nhặt những cái thứ rau ở trong rừng, vừa là thức ăn nhưng mà đồng thời cũng vừa là thuốc. Ví dụ như những cái rau được bày bán ở đây thì còn gọi là chính chúng ta gọi là lá đắng, nhưng mà người dân đây người ta gọi là khom kìa. Khom kìa này người ta dùng để nấu canh với thịt băm, hoặc là đi rừng đi làm việc mà mồ hôi đổ nhiều, người ta sẽ sử dụng nó để nấu canh để mà uống để cho giải cảm. Và người có bệnh đau dạ dày sử dụng cái này để làm canh, cái lá rau này để làm canh, làm thuốc uống quanh năm thì sẽ khỏi cái bệnh dạ dày. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ và chúng ta sẽ mua những cái thứ nông sản này để về chúng ta làm một bữa cơm theo đúng nghĩa của cái mâm cơm truyền thống của người Tày Xuân Giang. Và đó là những cái món như là rau đắng này. Cũng như một số phiên chợ vùng cao khác ở Hà Giang, chợ Xuân Giang họp một tuần một lần vào ngày Chủ nhật ở trung tâm xã. Với người vùng cao, đi chợ phiên là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Chợ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi để bà con các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giải trí. Chợ là món ăn tinh thần của người dân và là nơi biểu hiện đậm nét nhất những bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng cao Hà Giang. Trong một phiên chợ có bán đủ thứ, từ các loại rau rừng, cá suối, tới những đồ dùng sinh hoạt gắn liền với cuộc sống của người dân tộc Tày. Rau này thì đem để đi làm mà, đi làm việc đồng áng nhà mình ấy, mình đi làm thì mình cứ phải khoác cái bao rau này đi. Rau này dùng cho nam hay nữ hả bà? Cái này bao này là bao của nam, bao này là bao của nam, còn nữ thì cái này nó chỉ có mỗi bên này thôi. Khi người ta đeo cái bao rau ấy, người ta đeo kiểu như này, đeo ngang kiểu này. Ừ. Thế còn cái của con trai thì người ta đeo như thế này. Người ta đeo như thế này. Đeo như thế này. Để cái lúc mình ấy, mình rút ra, mình cầm cái bao này, mình rút ra như thế này nó dễ. Hồi trẻ thì từ cái lúc Xuân Giang này mở chợ ấy thì tôi cũng có mặt ở chợ ấy rồi. Ngày nào cũng đi, dù không có cái gì bán thì mình cũng đi. Ngày xưa đi chợ thì nó có nhiều hàng hóa thế này. Ngày xưa đi chợ thì không có nhiều như bây giờ đâu, bây giờ thì có nhiều hơn. Tất cả các loại thì người ta đều ấy hết, bây giờ thì người ta cũng đều có hết. Nào rau củ quả người ta có hết mà. Trong các món ăn dân tộc truyền thống thì người Tày ưa dùng các món nướng như cá, gà, thịt lợn. Mùa nào thức ấy, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà người dân sẽ lựa chọn cho phù hợp. Có lẽ bởi vậy nên dù với hình thức chế biến khác nhau, nhưng các món cá nướng chính là sự kết hợp tài tình các nguyên liệu của tự nhiên. Từ nguyên liệu chính tới các gia vị đều rất đặc sắc. Người ta bắt cá về thì người ta cũng phải chọn cá ngon. Cá béo thì người ta mới nướng, và thường là người ta nướng cá chép, ở trong quê là người ta hay nướng cá chép. Và cái cá chép này khi lấy về là nó còn đang sống, chứ không phải là cá chết. Và người ta mổ ra và người ta ướp. Thì các cái gia vị để ướp cá ở đây thì không thể thiếu được, đó là hạt dổi, là gừng. Kiểu nướng độc đáo này giúp cá nướng chín đều, bản thân nước bên trong được giữ lâu hơn và khiến thịt cá không bị cháy. Vị đậm đà của muối, vị thơm ngậy của cá nướng hòa với mùi thơm của dổi, gừng. Tất cả tạo nên một hương vị rất riêng, đặc biệt hấp dẫn. Lâu nay, rêu chỉ được coi là một loại thủy sinh không nhiều tác dụng. Nhưng đối với người dân tộc Tày ở đây thì rêu được coi là đặc sản trong ẩm thực của họ. Các món ăn được chế biến từ rêu hay còn gọi là quẹ là những món ăn vừa ngon vừa bổ lại có hương vị riêng. Rêu thường nằm bám vào các hòn đá ở suối dưới độ sâu chừng 1 mét nước. Rêu tươi đem về được vò đập thật kỹ cho sạch nhất phù sa, sau đó có thể chế biến thành nhiều món. Khi vớt ở dưới suối lên, khi mình vớt thì mình phải đứng ở phía dưới này mình vớt. Nước nó chảy từ trên xuống, mình cứ vớt, mình cứ lấy tay quơ ngang này. Thì mình lấy những cái nào non nhất thì mình cầm được, còn cái già thì nó vẫn bám ở đá. Và cái rêu này nó sống trong 7 ngày thôi.
Tức là khi nó mọc lên độ 3-4 ngày là mình đi vớt được rồi. Thế còn quá 7 ngày đi thì nó trở thành màu trắng bệch, không ăn được nữa. Rêu suối tuy nhiều, nhưng những loại rêu ngon thì ít. Hơn nữa, rêu ăn được cũng theo mùa. Bởi vậy, đối với bà con nơi đây, rêu cũng là một món ăn quý. Rêu có thể được chế biến thành nhiều món như rêu rán, rêu khô, nhưng độc đáo nhất vẫn là món trộn với các loại gia vị rồi đem nướng. Sau khi mình xé tơi ra hết như thế này thì bắt đầu mình mới thái. Đầu tiên là mình thái xả. Mình thái xả. Cái gia vị thì gồm có xả là một này, cái lá mùi tàu là hai, cái lá dăm là ba, lá hẹ là bốn. Và mình có thể cho 1-2 hạt dổi vào để cho nó thơm. Mình trộn đều lên ạ. Vâng, cùng với muối với mì chính cái gì đấy mình có cái gì mình cần cho vào theo khẩu vị của gia đình. Thì mình sẽ sau khi mình đập xong hết thì mình sẽ cho vào đây xong mình trộn đều lên. Đấy. Sau khi mình trộn đều xong rồi thì mình cho vào lá mình gói xong mình gắp vào mình nướng trên than bếp. Người Tày thường có câu quẹ chí áp, táp chí hơ. Có nghĩa là nướng quẹ phải đặt áp vào than, nước ngọt và thơm của nó chưa kịp rớt xuống thì quẹ đã chín. Khi nướng không phải xoay nhiều lần mà nướng chín một bên, sau đó nướng tiếp bên còn lại. Vì rêu ăn được theo mùa nên ngoài việc chế biến rêu tươi, người ta còn phơi khô rêu, cất lên các bếp để làm món ăn dự trữ. Chỉ khách quý mới được đãi món rêu khô trên các bếp. Rêu nướng không chỉ là món ăn được nhiều đồng bào dân tộc ưa thích, mà còn có khả năng chữa nhiều bệnh, giúp lưu thông khí huyết, giải độc, giải nhiệt, ổn định huyết áp và tăng cường sức đề kháng. Cùng với ẩm thực và ngôn ngữ thì trang phục cũng là một yếu tố để nhận biết các dân tộc với nhau. Trang phục của người Tày chỉ đơn giản một màu chàm, nhưng nét đặc sắc lại thể hiện ở những mẫu hoa văn trên thổ cẩm của họ. Trong suy nghĩ của nhiều người thì thổ cẩm của người Tày chỉ là một bộ quần áo đen, không có gì. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là nghề giật thổ cẩm của người Tày ở xã Xuân Giang ấy rất là phong phú và nó có từ lâu đời. Người ta dệt rất nhiều những cái vật dụng dùng để trang trí, dùng để sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày và dùng để tặng cho các con, các cháu khi đi lấy chồng, lấy vợ. Và thổ cẩm của người Tày có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều hoa văn. Người ta có thể dệt thành mặt trăm, nhưng người ta cũng có thể dệt thành những cái dây dao và người ta có thể dệt những cái dây để đeo bằng khăn như thế này. Và trong cái khung này thì chúng ta thấy là cái khung dệt của người Tày nó khác hẳn với khung dệt của các dân tộc khác. Đó là cái này là, toàn bộ đây là cái khung. Nhưng mà trong này chúng ta thấy là có ghim lớn, ghim nhỏ này, rồi có thoi này, rồi là có các cái này là cái để dùng cho khi chọn hoa. Tức là khi mà dùng đến hoa nào thì người ta sẽ dùng đến cái cây nào. Đấy, và trong khi mà người ta lắp đầu tiên ấy, người ta đặt đầu tiên ấy, người ta đã xếp là cái cây nào thì nó sẽ làm thành cái hoa gì. Đấy, cho nên là nó rất là khéo ở cái chỗ đấy và nó cũng thể hiện cái rất là tinh tế và cái cẩn thận, cái kỹ càng. Đấy, tức là nó rất là tỉ mỉ. Nếu mà chỉ sai lệch một cây này thôi, cái cây mây này, thì ở dưới này hoa sẽ bị sai đi. Đấy, cho nên là người ta làm rất là tỉ mẩn và mất nhiều thời gian. Dệt bằng thổ công như thế này thì mất rất nhiều thời gian. Ngay từ nhỏ, mỗi người con gái Tày ở đây đều được mẹ dạy dệt thổ cẩm. Sự phối hợp đôi khi là các màu sắc rực rỡ với độ tương phản cao, có lúc lại là sự hòa sắc trầm dịu hoặc sáng tươi. Các sắc thái khác nhau cho thấy thổ cẩm dân tộc Tày không hề gò bó trong một quy thức hòa màu hạn chế nào. Có thể dễ dàng nhận thấy sức sáng tạo, sự phong phú và đa dạng của những người nghệ nhân. Đó chính là dấu ấn của sự phát triển trong trang trí dệt thổ cẩm của người Tày. Nó phần nào đáp ứng được những nhu cầu của cuộc sống ngày một đa dạng phong phú về các mặt văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc. Ngày xưa ấy thì là cái thổ cẩm này thì ở trong làng chỉ có vải vóc thì hiếm hoi này, xong là không có chăn đắp này thì toàn là dệt để mà lấy chăn để đắp về mùa đông. Xong là bây giờ ấy thì bây giờ nhà nước thì có chăn đắp rồi, có chăn gì cũng có. Thì bây giờ chỉ có làm cái thổ cẩm ấy thì bây giờ chỉ có làm để đem
Thứ nhất là dùng cho khi con cháu đi lấy, cho con ấy đi lấy chồng, lấy vợ. Cứ mỗi đứa con thì cho nó hai cái chăn này, xong rồi đem đi để làm kỷ niệm cho con, là tục truyền ngày xưa ông cha ông bà để lại cho ấy. Ngoài việc trao tặng cho những đôi vợ chồng mới cưới thì trong tang lễ của người Tày, thổ cẩm cũng là một thứ không thể thiếu. Người con dâu sẽ dùng tấm thổ cẩm được trao tặng trong ngày cưới để vắt lên bàn thờ cho cha hoặc mẹ chồng để thể hiện tình cảm của mình. Cái này là gọi là cái này là chỉ tơ tằm, cái này là dệt xong bắt đầu về mới khâu thì cái này một con gái ấy. Con gái đám tang bố mẹ mất ấy thì con gái về thì phải lấy cái này đội. Đội để che mặt đấy, tức là con gái đi lấy chồng được không được nuôi bố mẹ ấy. Thì để xấu hổ thì đội cái này vào. Ngày nay dù kiểu cách có thay đổi nhưng những họa tiết hoa văn trong mỗi tấm thổ cẩm vẫn luôn chứa đựng những yếu tố tâm linh trong văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Tày. Bên cạnh những nét văn hóa vật thể đậm đà bản sắc, người Tày ở Xuân Giang còn có một tài sản lớn khác cần lưu giữ. Đó chính là văn hóa phi vật thể, với những làn điệu múa, những làn điệu dân ca đằm thắm và trữ tình. Những nét văn hóa đặc sắc ấy được kết tinh từ đời sống lao động, sản xuất, trong giao tiếp và ứng xử. Nó đã và đang được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ tìm thấy ở mảnh đất này sự sống của những làn điệu múa, mà người ta còn tìm thấy ở đó những làn điệu dân ca như hát yếu, hát cọi. Nó ẩn chứa trong đó là sức sống tiềm tàng, mãnh liệt, thể hiện niềm khát khao cuộc sống ấm no, đầy đủ và hạnh phúc lứa đôi. Mỗi làn điệu dân ca như đưa người ta về với mạch nguồn của người Tày, với những ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thức lắng là lương thiêng ơi, chi lít là mưa khăn con cây đây, tàu quay là mưa thay tượng phía hương, phía văn là mưa lửa đèn con măng. Những câu hát dân ca thế này thường diễn ra trong các lễ hội như hội Lồng Tồng, lễ hội Dã Cốm, lễ hội Rằm Tháng Giêng, Rằm Tháng Bảy, vân vân. Tại các lễ hội này, những chàng trai cô gái vừa vui chơi, vừa tìm bạn để hát giao duyên, hát đối đáp bài thơ hoặc hát theo làn điệu cọi. Nhưng có một hình thức hát giao duyên mà ít người biết tới, chính là hát yếu. Hát yếu là thể loại hát dân ca chỉ dành riêng cho người chưa vợ hoặc chưa chồng. Tuy nhiên trong thực tế, do sức hấp dẫn của loại hình dân ca này nên những người có vợ, có chồng, thậm chí là những người lớn tuổi đều có thể hát, nhưng phải được sự ủng hộ, đồng tình của mọi người. Hát yếu không chỉ là một hình thức sinh hoạt văn hóa mà còn thực hiện chức năng trao đổi tình cảm lứa đôi và biểu hiện nét đẹp, phong tục tập quán mang nội dung trữ tình đằm thắm. Hát yếu với hát cọi thì nhìn bên ngoài về hình thức thì nó không có gì khác nhau. Bởi vì là yếu và cọi nó đều có cái một cái phần là đối đáp với nhau. Thế mà cọi thì nó là những cái bài sẵn, những cái bài dân ca cổ truyền từ xưa người ta hát thành bài rồi. Có thể cả một bài rất dài nhưng mà toàn là đố hết. Nhưng mà cả một bài rất dài là đều là đáp hết. Đấy là cọi.
Thế còn hát yếu là hát, cũng là hát đối đáp, nhưng mà chỉ xuất hiện khi mà nó trong cái sự ngẫu hứng thôi. Ví dụ như trong mâm cơm chẳng hạn, thì một người mà ngẫu hứng lên hát một hai câu thì người bên kia người ta cũng ngẫu hứng lên, người ta hát và trả lời đúng cái câu đấy. Nó giống, nó cũng giống như kiểu là mình hát đối của các dân tộc khác đấy, nhưng mà tại chỗ và không có bài bản gì hết, mà lúc đấy là phải vận dụng cái trí tuệ của mình và cái sự nhạy cảm của cái người nghe đấy. Và thứ hai đó là cái người đấy là phải giỏi, phải có giàu cái vốn sống và giàu ngôn ngữ, giàu cái sức tưởng tượng, trí tưởng tượng thì mới hát được. Cho nên là trong cái đám mà mình đã theo dõi thấy đấy, khi mà có hai vị nha, hát quậy với nhau thì rất hay, nhưng mà khi hát đối không hát nổi nữa. Không hát nổi bởi vì sao? Là vì họ tự nhiên có một câu bắt mình phải trả lời thì không thể nào mà trả lời được. Thời gian hát yếu diễn ra rất dài, có thể thâu đêm suốt sáng. Thường thì một bên nam hoặc nữ đưa ra câu đố, bên đối tượng phải hát đối lại. Khi hát trả lời được rồi thì có thể đưa ra câu đố tình huống khó hơn cho người đã đố mình lúc trước. Cứ như vậy, hai bên đối đáp nhau cho tới khi bên nào thua thì thôi. Hiện nay, hình thức sinh hoạt dân ca này đang dần vắng bóng trong đời sống dân gian. Thế hệ lớn tuổi thì thuộc nhiều lời hát hơn các thế hệ trẻ. Điều này cũng do nhiều nguyên nhân. Có lẽ phần nhiều là do các thế hệ trẻ bây giờ tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa khác nhau. Trong khi đó, nền văn hóa dân tộc lại không được bồi dưỡng. Cũng như nhiều loại hình văn hóa khác của dân tộc Tày, các làn điệu dân ca là một kho tàng giàu có đang đòi hỏi sự tìm tòi, nghiên cứu, quan tâm để những giá trị văn hóa ấy có thể tồn tại ở dạng động của nó. Thưa ông, là có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số nói chung, văn hóa dân tộc Tày nói riêng có những chuyển biến tích cực và cả những chuyển biến tiêu cực. Vậy ông có những nhận định như thế nào về ý kiến này? Khi mà chúng ta mở cửa, bước vào cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập đúng không? Và hòa nhập quốc tế, đó là cái đặc điểm lớn nhất của cái cuộc sống hiện nay. Cái đó nó tác động rất mạnh tới các tộc người Việt Nam, mà nó tác động đủ mọi lĩnh vực: văn hóa, xã hội, kinh tế, y tế, giáo dục, v.v. Tác động hết, tác động rất mạnh mẽ. Thế thì trong đó có cái văn hóa các dân tộc thiểu số, mà trong đó có người Tày, nó cũng chịu cái bối cảnh này. Chúng ta thấy ví dụ người Tày bây giờ nói tiếng Việt, trẻ con Tày nó ít biết nói tiếng Tày, rồi mặc quần áo người Việt, rồi hát hò theo các cái cách hát của người Việt, các cái bài hát của người Việt, người ta bỏ cái dân ca đi mà người ta hát các cái nhạc mới chẳng hạn, vân vân. Rồi cưới xin theo kiểu người Việt, ma chay cũng có những cái yếu tố Việt đấy chẳng hạn. Thế nhưng mà trong cái sâu thẳm tâm linh của họ, tình cảm của họ, thì họ vẫn giữ được, tức là cái gì, cái ý thức tự giác, tức là tôi vẫn là người Tày. Thế thì ở đây tựu chung lại như nào, họ đang thay đổi văn hóa rất nhanh. Thế nhưng mà những cái thay đổi đó có yếu tố tích cực, tức là thay đổi để gì, thích ứng với hoàn cảnh xã hội mới, điều kiện kinh tế mới, thay đổi để hòa nhập vào văn hóa Việt Nam thống nhất, thay đổi để hòa nhập vào quốc tế chung. Đấy là những cái yếu tố tích cực. Thế nhưng mà cái tiêu cực ở đây là gì? Chính vì thay đổi thế cho nên cái văn hóa truyền thống Tày đang mất dần một số yếu tố. Ví dụ trẻ con không đọc được chữ nôm Tày, đấy là cực kỳ nguy hiểm. Tức là cái kho tàng nôm, sách nôm của cha ông họ để lại họ không đọc được chẳng hạn như thế. Tri thức nằm trong đó, tập quán nó nằm ở trong đó, văn hóa nó nằm ở trong cái khối nhiều. Thế nhưng họ không đọc được. Thế thì cái chuyện đó nó sẽ đứt đoạn, dần dần nó sẽ đứt đoạn văn hóa đây. Trong số những biện pháp, chủ trương, chính sách mà chúng ta đang áp dụng thì ông có những nhận xét như thế nào? Và ông có những đề xuất gì mới trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc không ạ? Thì tôi cho rằng là nó chưa cập nhật. Chúng ta hiểu nó chưa cập nhật. Cập nhật ở đây có nhiều nghĩa lắm. Cập nhật đây là ở mỗi thời điểm nó phải có một cái cách thực hiện khác nhau. Ví dụ 10 năm về trước chúng ta thực hiện thế nào, 10 năm đang chúng ta đang sống thực hiện thế nào, và 10-20 năm nữa chúng ta phải thực hiện như thế nào.
thì cái này thì tôi cho là chưa cập nhật. Thứ hai là chưa cập nhật ở chỗ là mỗi địa phương, mỗi tầng người nó có một cái cách riêng, không thể chung nhau được, không thể thống nhất được, đúng không? Cái tầng người hiện nay nó có mấy nghìn người thì chúng ta phải thực hiện cách nào? Còn cái tầng người nó có hàng hơn 1 triệu người như người Tây thì chúng ta thực hiện cách nào? Thế thì cái đó cũng chưa cập nhật. Cái thứ ba là gì? Chúng ta hiện nay đang khuôn mẫu cái cách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Tây có rất nhiều dân ca rất hay. Si đúng không? Rồi lượn, rồi phông slư, rồi then, đúng không? Thế nhưng mà hiện nay việc bảo tồn cái này thì cũng lọp bọp mỗi nơi một cách. Nơi thì ghi âm đưa vào kho, nơi thì thỉnh thoảng tổ chức một cái cuộc thi, đúng không? Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Anh muốn nó sống được thì anh phải có cái người thể hiện nó, đúng không? Người thể hiện nó thì anh phải truyền dạy. Không, bây giờ ông nào tự sinh ra lớn lên rồi đến 20 tuổi ông tự biết hát dân ca không có. Ông phải dạy nó từ lúc nhỏ. Ông phải hát ru nó từ lúc nhỏ, xong ông phải dạy cho nó. Ông dạy nhưng mà ông dạy để cho nó biết hát là một chuyện. Ông dạy làm sao để cho nó ngấm vào máu nó. Để nó yêu cái đó, nó thích cái đó. Và lớn lên nó lại ru con nó bằng cái đó. Thế thì mới được chứ, đúng không? Thế thì như ở đây chúng ta chưa làm được cái việc đó. Tức là phát triển mà mất văn hóa không được. Tức là phát triển phải dựa trên cái cơ sở nền tảng văn hóa của mình. Đấy. Và phát triển phải phục vụ cho cái việc bảo tồn văn hóa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc như là một lẽ tất yếu. Tuy nhiên, có một mặt trái của sự giao thoa văn hóa ấy chính là sự mai một những nét văn hóa truyền thống riêng có của mỗi dân tộc. Bởi vậy, sự cố gắng của mỗi người cộng với sự giúp sức của các cấp các ngành đã và đang tô đậm thêm những mảng màu trầm ấn tượng của văn hóa dân tộc Tây trong bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Tạp chí Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web truyenhinhdantoc.info để biết rõ thêm thông tin chi tiết về chương trình. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.